Mình chào quý vị các bạn đã trở lại kênh Đỗ Đôn sửa máy tính. Trong video lần trước hướng dẫn khắc phục lỗi khi cài đặt X11 như là cái spa PL nation server is not set correctly trừ 15 trừ 96 trên 7, thì cái đoạn cuối là mình muốn giúp các bạn tắt cái server của cái file mà đang chạy đi. Thì đây là đang tìm đang đang dò tìm, thì lúc nãy là cũng khá là quên ta running đây. Thì các bạn sau khi mà vào tìm được cái chuột đây, start manager nhá, các bạn vào server service service đây, thì các bạn tìm được cái lmgr đâu. Mình ví dụ như một cái đi, thì cái kia nó cũng tương tự đây, cái file cmn này. Đây, cmn plm nên file, thì mình go to process này nhá. Go to process đâu? Đây, cái file này nhá. Thì mình muốn muốn cài đặt nó đang ở trạng thái running mà mình muốn dừng nó lại, thì các bạn hãy vào cái đây, các bạn gõ vào cái phần này là, hoặc là ấn vào cái chữ ký hiệu là Windows ấy, các bạn gõ chữ service. Đấy, thì ở đây nó hiện ra là cái bảng có bánh bánh răng này. Đấy, ở đây thì các bạn hãy tìm cái dòng chữ server này. Server nha, cmn này, cmn plm license server, và các bạn kích đúp vào nó. Đấy, do mình điều chỉnh ở đây nó có các chế độ là automatic này, automatic menu và disable, thì để dừng được cái mới đầu nó ở trạng thái automatic, lúc nào nó cũng chạy tự động, nên cho này không dừng được cái server cmn đấy. Để dừng được thì các bạn hãy chọn menu. Menu, đừng chọn disable nhá, disable nó không chạy nữa. Chọn menu. Chọn menu rồi ok, thì lúc đấy các bạn mới dừng được cái server này. Các bạn mới dừng được cái server ở trong cái ổ C này. À, đây nhá. CMN này. Rồi, thì lúc đấy các bạn mới dừng được cái server ở đây được. Start top revit này. Fork server shutdown này, stop server này, đấy. Như này các bạn mới stop nó lại được. Đấy, stopping server, và sau khi mà stop xong thì các bạn hãy copy vào các cái file này, copy vào đây, copy nhá. Và các bạn hãy paste vào cái program file này, vào cái cmn này, plm này, đấy. Các bạn paste vào đây. Đấy, được chưa? Mình paste rồi, ok. Sau khi paste xong thì các bạn hãy ấn lại chữ start server này. Đấy, start lại server đấy, thì là khi đấy nó sẽ chọn các cái file ở đây, và những cái file này là đã được crack rồi, thì lúc đấy là start server nó sẽ chạy, nó báo start server finishing hay là thành công successful đấy. Đấy. Cái này đang chạy đấy. Đấy, cái này là đã đang bắt đầu rồi. Đấy. Rồi ok. Đấy, mình đã tìm được ra cái service nó ở đâu và muốn dừng nó như nào. Đấy, trạng thái nó đang chạy đây. Rồi.